Những năm qua, mức giảm sinh trung bình trong vùng dân tộc thiểu số ở mức 0,5% một năm, giữ cân bằng giới tính khi sinh ở mức 108,6 nam trên 100 nữ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 0,9-3% một năm. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng hàng năm. Bên cạnh đó, ngành y tế đã triển khai có hiệu quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số các dân tộc Cống, Mảng, Sila, La Hủ trên địa bàn các huyện Mường Tè, Sinh Hồ, Nậm Nhùn, góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh nói chung và các dân tộc có nguy cơ suy giảm nói riêng.